Thưa quý vị, ngày nghỉ cuối tuần, tiểu đoàn 500, trung đoàn Minh Đạm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón rất đông người thân đến thăm chiến sĩ mới. Qua gặp gỡ, nhận thấy sự trưởng thành, rắn rỏi, khỏe mạnh và nụ cười tươi tắn của chiến sĩ mới đã giúp an lòng, làm phấn khởi nhiều bậc phụ huynh. Các tiết mục đồng diễn võ tay không, đồng diễn dân vũ do chiến sĩ mới tiểu đoàn 500, trung đoàn Minh Đạm tập luyện để chào đón lãnh đạo địa phương, người dân đến thăm đơn vị. Sự trưởng thành rắn rỏi cùng nụ cười tự tin luôn rạng rỡ trên gương mặt các chiến sĩ đã làm cho các bậc phụ huynh yên tâm khi con em mình được rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Tin từ lúc mà cháu nhập ngũ mà công tác vào đây, hôm nay gia đình mới được vào thăm cháu, cứng cắn hơn. Bây giờ thăm lần đầu, từ này thấy là nơi ăn chung ngũ là thấy tuyệt vời á. Tuyệt vời quá, cái là rộng rãi, đều là sạch sẽ, khang trang, chứ là mà mấy con cháu đồ tập đụng cũng tốt, không thay đấu nhiều chứ. Điểm nhất là trưởng tròn, điểm thứ hai là nề nếp đâu ra đó. Đến thăm chiến sĩ mới, ngoài được tiếp đón chu đáo, tham quan tìm hiểu nơi ăn ở, học tập huấn luyện của chiến sĩ mới, các gia đình còn được bố trí khoảng không gian riêng để quây quần trò chuyện cùng con em mình trong không khí vui vẻ đầm ấm. Cách xa nơi đóng quân của con hơn 180 km, đây là lần đầu chị Đào Thị Thu đến thăm con trai sau hơn 2 tháng con rời gia đình đến với môi trường quân ngũ. Nhìn thấy con trai ngày càng chững chạc, khỏe mạnh, chị Thu không giấu được niềm hạnh phúc. Vô đây thấy con cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi thì chị cũng rất là vui nha, mà thấy nhìn cũng để vô chị thăm con thì thấy khỏe mạnh, là thấy trong lòng thoải mái, và đây nói chung là thấy cũng yên tâm, thấy cũng sạch đẹp, và thấy cũng nói chung thì hoàn cảnh huấn luyện đây là rất là tốt. Có chị thấy thay đổi rất nhiều về cái nề nếp đó, với lại nó cũng ngoan ngoãn hơn đó. Thì qua cái hợp mặt thì để cho gia đình và địa phương nắm thêm về cái hoạt động rồi sinh hoạt rồi huấn luyện, thì là chiến sĩ mới là có những cái bước, có những cái thành tích, có những cái bước trưởng thành, có những cái khả năng và trình độ được nâng lên, cái kết quả đạt được thì cũng góp phần cho công tác tuyên truyền tuyển quân vào các cái năm sau. Khi mà thấy được cái môi trường của các cháu vào đây thì gia đình luôn an tâm, luôn là gửi gắm chọn cho đơn vị. Ngày nghỉ cuối tuần, bên cạnh được vui chơi giải trí với các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, đây còn là dịp chiến sĩ mới mong đợi được gặp gỡ gia đình người thân. Những giây phút trò chuyện tâm sự cùng với những lời động viên ấm áp là động lực để các chiến sĩ mới phấn đấu hoàn thành khóa huấn luyện với thành tích cao nhất.